Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cam 360 độ Owin. Đây là cam 360 độ Owin đã được lắp đặt tại Đăng Phương Auto. Thì cho các bạn xem vị trí lắp đặt cam. Chúng ta có 4 cam. Đây là cam ở phía trước, cam ở gương đây, cam ở phía sau, cam ở vị trí bên phụ. Đấy là 4 vị trí chúng ta lắp cam. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn cách để xem cách thức sử dụng cam như nào. Cam này có rất nhiều chức năng, có thể quay sườn trái, sườn phải, sườn trái, quay trước, quay trước, quay hai bên. Được chưa? Chúng ta có đánh lái theo vô lăng. Các bạn nhìn thấy vạch như là vô lăng, đánh lái hay là vạch lốp. Vạch này sẽ khớp với lại vạch lốp của xe. Chúng ta có lùi. Chúng ta có lùi. Lùi, chúng ta có lùi đánh lái theo vô lăng. Các bạn phải quan sát mình lùi nhá. Các bạn nhìn thấy biểu tượng cam 360 độ nhỏ bên này. Toàn cảnh luôn đúng không? Đấy, chúng ta lùi này. Chúng ta có thể tiến. Bật lề phải. Lề trái. Tiến, bật lề phải để chúng ta tạp vào lề. Lùi nào. Đấy, chúng ta lùi đây, các bạn nhìn thấy chưa? Mọi thứ chúng ta đều phải quan sát được trên đường. Ba trăm sáu mươi độ toàn cảnh cũng hiển thị hết đầy đủ. Tiến cho anh. Đấy, chúng ta tiến nhá. Chúng ta muốn đỗ vào rìa thì chúng ta kiểm tra xem là khớp với này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, lốp sẽ không bị chém vào sườn bị hè đâu. Chúng ta sẽ đỗ đẹp luôn, nhìn thấy không? Lùi. À, chưa? Đấy, như này là đang vào rồi, tiến nào. Đúng không? Trường hợp chúng ta đây, các bạn nhìn thấy là lùi tiếp anh. Đấy, rất song song đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta cam có chế độ ghi hình, ghi lại hình ảnh của trước, phía sau, bên trái và bên phải. Chúng ta sẽ mở lên nhé. Cách xem như sau. Chúng ta sử dụng điều khiển, chúng ta bấm phím OK chỉ vào cái vị trí này. Đấy, xong chúng ta di chuyển xuống dưới ghi âm. Ghi âm, chúng ta chuyển vào danh sách video, bấm OK. À, chúng ta đợi một tí. Chúng ta đợi một tí lát vào trong này vì là video nặng nhiều quá.
Đây các bạn nhìn thấy 2019 ngày 24 tháng 9 8 giờ 39 phút. F là bên trước, R B là sau, right là trái, phải, right, left là trái. Bây giờ mình muốn xem ở bên phía trước, mình kích vào OK. Đây là phía trước. Từ hôm qua đây đúng không? Muốn thoát ra thì bấm back. Muốn xem bên phía sau. Đấy, đây là phía sau đó. Rất rõ. Chúng ta có thể xem bên phải. Rất rõ đúng không ạ? Chúng ta có thể xem bên trái. Như vậy rất nhiều tính năng. Ngoài quay trước, quay sau, ghi hình. Như là có cái hình trước, cái hình sau, trái phải đầy đủ luôn đúng không ạ? OK, thông tin đặt hàng thì quý khách vui lòng truy cập vào website shopauto.vn hoặc để đặt số điện thoại. Bình luận thì bên chúng em sẽ liên hệ để tư vấn. Xin cảm ơn.